Nhân vật chính của tôi là Yoshi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thi bơm quả bóng thật to. Ai bơm quả bóng to nhất sẽ giành chiến thắng. Ôi, quả bóng tôi đang nhỏ nhất. Không, anh lẹ lên Yoshi. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Quả bóng tôi có vẻ là to nhất rồi. Yeah. Tiếp theo nào. Nguy hiểm. Bên dưới toàn là lửa. Thật không ai cho Mario. Anh ta đã không kịp để di chuyển. Đến đây an toàn. Tôi và Rosalina đã không kịp di chuyển đến nơi an toàn. Rồi, hạng hai. Chúng ta đến phần thi. Hãy nhớ các vị trí của các con vật. Hãy đặt các con vật với vị trí chính xác để giành chiến thắng. Sẽ là người đầu tiên. DonKey còn yeah, DonKey còn đã chính xác vì anh ta có trí nhớ rất tốt. Đến lượt Mario vẫn với lựa chọn chính xác. Đến lượt tôi. Yeah. Đến được của Stalina nào. Yeah, của Stalina vẫn người còn chính xác. Thế đòn kia còn. Tôi coi khi ông lại có những lựa chọn chính xác tiếp theo. Mario. Về trí nhớ của tất cả mọi người rất tốt. Yeah. Oh, Rosalina đã không có lựa chọn chính xác. Và DonKey Kong đã giành chiến thắng hạng nhất. Chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo là hãy thảy vỏ bơm xuống. Hãy bơm xuống với bạn mẫu
khẩu lực số lượng nhiều nhất sẽ là người giành chiến thắng. Đến được con Stalia để xem cô ấy thể được bao nhiêu quả. Wow, phải là 16 quả, 17 quả, 19 quả. Cô ấy đã hơn tôi 1 quả. Thế lực đoan phi công là 1 quả, 2 quả. Wow, con quá thật rất xuất sắc. Ấy đã quăng được 20 quả quả. Đến lượt cuối cùng là đến lượt Mario, anh lấy được mấy quả đây thì. Wow, anh ấy chỉ được 1 quả. Kết quả đăng ký công là người đã giành chiến thắng. Đến với cuộc thi trượt băng và né các vật cản phía trước. Nhảy lên nào, nhảy lên, nó sẽ tốt, nhảy, nhảy lên nào, rất tốt. Nhảy rất tốt, nhảy vẫn chưa bị chạm lần nào. Chút đâu quá, chạy thật nhanh về đích nào. Yoshi đã giành chiến thắng. Ta cùng đến với cuộc thi, hãy đẩy các người bạn của ta xuống dưới mặt đầm này. Rất là đặc biệt. Mình lại vào kiếm phía dưới. Ồ, nhảy lên, nhảy lên. Chứ còn một cái lỗ. Không, không, Yoshi đã đẩy được hai người bạn của mình xuống. Bạn ấy đã giành chiến thắng chung cuộc. Tiếng Yoshi đã thiệt. Rồi, ta cùng đến với phần thi tiếp theo nào. Hãy ăn các đám mây. Hãy ăn các đám mây để tăng thêm thời gian. Nếu bạn để đám mây hết thời gian thì bạn sẽ bị kết thúc cuộc chơi của mình. Yeah, tôi đã tăng thêm 7 thời gian. Bốn mất thời gian. Oh, cái cục đen thui đúng không? Khá to, khá ngốn. Yeah, rồi một người kết thúc cuộc thi đó, rồi thêm một em nữa. Mấy người kết thúc, DonKey công vỡ đã kết thúc. Yoshi đã giành chiến thắng. Thắng rồi. Ta cùng đến với cuộc thi tiếp theo. Hãy di chuyển để tránh những bức tượng đá có thể đẩy chúng ta xuống bên dưới. Yoshi đã lọt xuống bên dưới. Bây giờ đã lọt. DonKey Kong đã lọt xuống. Kết quả chung cuộc vẫn là Yoshi đã giành chiến thắng tiếp theo. Nãy đã làm rất tốt. Chúng ta cùng đến với phần thi né các vật cản phía trước. Với tốc độ về đích, chúng ta sẽ chạy với tốc độ nhanh nhất để về đích trước. Hãy chỉnh tốc độ vừa phải để tránh các va chạm. Yeah.
Ây da. Chúng ta đã vào sàn một tháng. Yeah. Tôi đã về đích. Rồi, Mario đã không kịp về đích rồi. Chúng ta đến với cuộc thi hãy chọn quả nấm, cái cây và mai rùa chính xác để có thể mở cửa. Yeah, đó, mở được cánh cửa. Nếu mà chọn sai thì trở lại. Yeah, có vẻ như mai rùa mới không chọn được mảnh chính xác để có thể mở được cánh cửa. Mình đến với trò chơi ăn thật nhiều trái cây và né những chú gà nhỏ bé. Đúng rồi, ai bọn bỏ gà to mà các bạn của tôi đã không kịp né tránh. To quá, chúng rất nguy hiểm, nhưng mà các bạn không nên chạm vào chúng. Ôi, nhiều quá, tôi chết cái rồi, hốt thôi, hốt lẻ lên rồi. Lần này Mario đã giành chiến thắng, hãy đã ăn được rất nhiều trái cây. Ôi, chúng ta cùng đến với cuộc thi để né những cạm bẫy là những hồn ma phía trước. Không, bạn không nên được chạm vào những hồn ma đó. Nếu chạm vào bạn sẽ bị nó nấm lên và sẽ kết thúc cuộc thi. Rosalina bị một hồn mà nó nắm lên, không thả xuống, không đó là chị ấy sẽ kết thúc cuộc thi sớm. Ôi Mario, ba người bạn của tôi đã bị hồn ma hút lên. Nếu bạn bị hồn ma hút lên, hãy cố dãy dụa và để gớt xuống. Rồi, một người bạn tôi đã kết thúc trò chơi. Mario đã bị nấm lên. DonKey công đã bị nấm lên. Có kịp về đích không? Yeah. Hai người bạn của tôi đã kịp về đích cùng với tôi. Và đến đây là cũng kết thúc trò chơi tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.